Mọi thứ bà có được, bà chỉ muốn dành cho nó thôi hả? Rốt cuộc con là cái gì? Rốt cuộc đối với bà con là cái gì hả? Bây giờ con không cần gì nữa hết. Con sẽ không xin ba thêm bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà con cũng không để thằng nó cướp mất cái gì của con. Ba cứ chờ đó đi. Chừng nào ba còn chưa cầu xin con thì con sẽ còn hại nó tới cùng. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.